Chào tất cả các bạn nha. Thì chiều nay vô về cho vợ, rủ cho vợ mình đi cắm câu nha các bạn. Chiều nay hai cha con đi kiếm mồi. Hôm gà tàn sát ngoài kia hết cá rồi, bữa nay chuyển khu bạn ơi. Vô tàn sát khu trong đây. Nhà xuống cắm đầu tiên mà. Thì số câu mình đem ngoài vô nè. Mồi cũng mồi trùng khổng lồ nha các bạn. Mấy trùng cắt ra nè. Thôi, bếp kêu quá trời. Bịp kêu quá trời kêu, nhưng bậy bịp luôn, coi cho nó ngủ nào tối qua lắm. Hai bạn chào mới cắm câu lụm được ốc này. Có mồi vậy đó. Đây có lỗ mồi nữa, mấy lỗ mồi này cắm câu ít khi nào mà không dính lắm. Cạn hết chưa, cạn cái gì? Cắm trong hang luôn. Mấy hang ngồi này cắm mà tối, khỏi cần tối chút chừng quay về dính luôn chừng. Trên xuống nữa. Cắm mấy mương chảnh trước đi. Thì mấy cũng mấy mương mặn. Tối là lúc cái rút cái đầu vô cái hang luôn. Chảnh dòng xuống cũng được, mấy bò mặn đó. Thưa thưa đi. Thiên lai đầy giỏng rồi mà. Cha mình cắm bên, mình cắm bên. Trời là không có đường chạy, lú ở bên nào cũng chết. Hàng ở bên này cá vô nhóc. Rút nước nè. Vô vô lú đầu ra cũng lụm mà. Cứ hàng mộ quánh tới nha mà. Đây có hàng mồi nè. Mấy chỗ này đi qua đây lại là cá lóc chạy ra vô hoài luôn. Đi lại lại chạy, mới chạy vô cái gì đục ngầu. Cái chỗ này cắm ít khi nào không dính. Này chút quay về là lụm. Chút về bà đọt cận vô gì sướng hay mà. Chạy đâu cho thoát. Dí con gì Milo? Milo nó gặp chuột thì dí quá trời. Dí. Tới dí luôn. Cái mừng này cắm là hết sảy luôn các bạn. Đã lắm. Mà nhìn bờ nữa thấy không? Chanh thùm lùm đâu ai đi được. Mấy mừng này cũng không ai xịt được nữa. Bởi vì qua cắm câu thử sách. Trên bờ là vô phương đi rồi các bạn nhìn. Còn là chanh không đi vô, thế nào chanh cũng đâm ép ép ép. Nguyên ổ chuột này hàng những chó nó quần hoài bạn. Ê chuột chuột. Dí mày luôn. Nè. À, rồi. Go 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 go. Đi đi. Chụp mày luôn, chụp chụp. Nó chạy ra đây rồi. Ê go go go, nhảy mương rồi. Xuống mương rồi. Chanh quá Milo nó cắn hụt. Chuột bự ghê. Chuột. Nhảy mương lặn rồi. Không biết là đẳng hay là đây nữa. Rồi cắn chết bỏ rồi. Milo lụm chuột rồi. Dí này à. Milo. Tha bển luôn. Mình bịp. Có cây cha anh qua lụm mà. Về chiên bỏ uống chuột dần bữa tư vậy. Nằm nãy giờ trong công môn mới chọi chạy ra. Có cây bắt ngang. Cắn chết bỏ. Hy sinh vì con chuột. Lúng luôn. Mới vô ước mình.
cơm chùm bá. Mới vô có hàng này. Chó cắn chíp ngắt. Đây có hàng cá chê nữa, nghe gọ luôn. Nguyên bún mình cắm đây là tối lụm xiền. Thì dắt này cũng sập tối mà, nó đi vô đây hơi trễ nên chia câu ra, mình với cha mình người đi bờ ghiên cắm cho lẹ. Giờ cắm hơi cho xong cha mình cắm bệnh. Mấy mương này cắm câu hết sảy hay mà. Tướng ngon ghê luôn, mấy mương bèo gông gông này. Nhưng mà trong đây mình cũng sợ cái là bị câu tặc đó mà. Cắm cũng hay bị mấy tay dắt ốc đi gỡ cá trước lắm, nên cắm vừa sập tối chút bị gỡ nè. Bên cha mình có đem đèn pin theo trên đầu luôn. Đó đèn. Đang hồi cắm trong mà vòng về thăm luôn à, để sập tối cái gặp mấy tay dắt ốc á. Hay gỡ cá trước lắm, dân trong đây cũng kỳ cục lắm mà. Cũng khổ. Mương này là cắm câu là hết sỉ luôn. Mấy cái đằng đó là mấy cái con mà cọc cọc đó, lội cọc dịch nước hay là mấy con gì đó, con dạt déo vậy nó lội kiếm ăn lội thấy đường. Chiều đi cắm điếm trùng sâu thiếu bạn, giờ chụp mấy nhái cắm luôn. Chụp mấy nhái chơi luôn chứ sao giờ thiếu rồi. Đây con còn nè bạn thấy không, mấy con này mấy nhái xanh nè. Thế là được con lưỡi. Kìa kìa, đó còn nữa kìa, nó hay nữa nè. Đó. Trong này nhái dữ lắm, các bạn thấy kêu ghê chưa. Nguyên mềm rộng mà. Giờ mình quậy luôn nha, quậy bậy đi luôn. Gồm đảo hết biết. Quậy luôn, quậy luôn, phá mình luôn. Chơi mà ăn được phá cho thôi. Nó chơi đây chứ mình chơi cục mồi này xuống là chút xíu cái lóc táp liền. Với nụ vậy. Còn quá ngon hay là. Đây. Con nhái. Nhái bị sôi rồi tự sôi vậy cắm luôn. Lóc cao một chút đó. Vì là một chút cái lóc lên phục liền hay mà. Này con nhái này móc cái đùi nè. Còn nhái ra. Nhá bầu kia thì móc cái mã cái hàm. Còn nhá này móc cái đùi, móc hàm chút xíu nó chích queo à. Này 1 phút 30 giây quậy là dính luôn. Nghe mềm gồng nè. Quá trời ngon. Hết mồi rồi bạn ơi. Giờ tiết mục đi sâu nhái. Này đỏ đỏ đỏ, nhái bự quá. Con nó cắm chắc dính cá lóc khổng lồ. Đây đây đây. Sâu nhái cắm luôn. Giờ bắt mồi tươi sống tại chỗ luôn. Mày hả bự. Một con. Chiều đi nhớ em đếm mồi kỹ lắm hay sao mà. Quay lại thiếu mười mấy cân. Lãng thiệt chứ. Nãy giờ cha mình bệnh cũng kiếm nhái sôi đi. Cấm rồi. Giờ gán sôi nhái đi. Bắt nhái cấm lại luôn chứ. Sao giờ. Nay vô đây đi thăm câu mà. Trước khi đi thăm câu xử này trước bạn. Chiều ra anh mới hái nè, này chín cây luôn. Hết sảy rồi. Nó thái nha bạn. Chiều nó chín cây cho anh hái. Hết biết rồi. Hai bạc khui. Này vô đây biết có cá không chứ có mồi sướng sướng rồi đó. Trời ơi. Muối nào muối nấy còn hết biết rồi. Cái mít này chứ nó bự chứ không có như muối vậy. Là cái chùm bá lửa. Ở chợ thì vậy đó, lót từ từ mà cái dao nhỏ lại chút nữa mà. Dao nhỏ mà nó cong lót cơ đẹp đẹp lắm. Cái chiên kìa. Lót để vậy luôn nè chứ nó không có bệnh nha. Bắt đầu gỡ đằng trước này là nó không còn cái muối nào bị cắt đứt cái chân á. Chuyên nghiệp của ta mà. Ngồi thì nó lót nó dao ghém lắm. Có bạn ra về quê ông ít nè. Rồi, trời ơi vàng. Hết sảy luôn, muối nào nó chập bá. Mời bạn mít nha. Bạn mít. Về quê ông mít. Mít trước khi đi thăm câu nha bạn.
Nhân tư thôi anh. Xuống xuống. Nổi đếm cho mất này như muối các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29 cho 30 em. Một miếng là gốc tư 30 muối. Cái này 30 nó 60. Cả 120 mà. Cái mít trà bá có 120 muối à. Muối khủng khiếp chưa? Mít cái mít này chắc cỡ 7 kg. Hết biết. Nào nó bạn kia làm muối nè. Một ký có 6 muối hả? Có không? 120 muối hả? Ừ. Phải ăn muối này cả khía rồi. Sướng rồi. Ừ. Bạn chuột mất cái bọc rồi, chùm lên cái nào, ruột mũ cái nào, khỏi giấy rồi. Này sạch thằng là mấy bạn chuột bằng giấy nữa. Mất rồi. Mấy bạn cà phê nha, mất xong uống cà phê mà. Làm ly cà phê xong đi thăm câu rồi. Kiếm chừng vài cái lóc khủng rồi. Mấy bạn nha. Chuột ăn mít uống cà phê vô lãng lãng mà nó không có mùi gì chứ. Quá trời, bạn thử ăn mít uống cà phê vô không có mùi gì chứ, nó lặt nhắt nè, ngộ ngộ. Chuột đâu bạn trong thao nãy gì nè, bạn nào biết không? Chắc cũng 50-50 biết ha bạn, cũng đa số không biết luôn thôi chơi. Này cu lùng nữa mà, củ mà cây lùng mà bữa hổm mình dắt mình đi vườn mình chỉ quay cái lá giống cái bụi nghệ đó bạn, cái dài dài bự bự đó, củ nó nè, củ này nó dưới đất các bạn đào lên nấu rồi ngâm nước rồi nhìn ăn đỏ lắm, ngâm nước thì dễ lột. Sống là mười mấy ngàn ký rồi. Mùa này đầu mùa nó cũng mắc. 20 ngàn ký thì tại vì nó sống nha, tại vì mình đào này nó mùa này nó đầu mùa nên nó chưa có bột nhiều mà, chứ bột nhiều nó đặc luôn này, ăn sớm để cho nào nó có bụi nó gụi hết trơn, bữa nào rảnh rảnh bữa nào rảnh rảnh dắt bạn đi đào cu lùng luôn nha. Này chiều mẹ vô đây mẹ đào sẵn rồi, bởi vì trồng hoài này trúng mồi luôn rồi, rồi lội thăm câu hết nổi luôn. Này nó chưa bột không nữa, nên cái nó còn hơi trong, nó có bột nó đục, cũng đục đục, nó gụi hết xuống mới được, gụi mà chết cây luôn. Rồi còn cái gốc không nó nào mời bạn nha. Rồi có lưng trong nữa không, nó giòn nó béo nó ngọt. Rồi. Quay cô tiên ăn miếng mít nè. Ừ. Ừ. Ông chê nhãn gì dữ vậy ông chê? Ừ. Củ này tép 2 rồi. Chặn. Ông tiên nó hất tóc bằng đẹp trai không? Chặn. Ông ngoại tránh ra đi. Chưa. Củ lùng này nó già nữa bạn, các bạn nhìn ha, nó cái trong nó đục rồi. Thì nào cái lằn trắng này đục ra tới ngoài luôn, nó già dữ nữa. Này nó có 50-50 à. Cái này ăn cũng ngon lắm rồi. Có bạn nào đi về Đại Tâm Sóc Trăng nữa, cái như đó xứ dưới đó trồng cu lùng là nhiều lắm, cột chùm chùm bán cặp cặp lộ à. Về dài đường ngã ban chạch cho vô đi nè, cột chùm là gì nè, nó bán cột chùm là gì nè. Lúc mà nhổ gặt cái cọng này cho dài bằng cắt cho dài, cái cọng này cọng nó dài lắm, nó dài có cọng cả 2-3 gang lận, ăn sâu cái đất lần đầu mình trồng cát thì dễ nhổ. Đây, mình nấu mình ăn. Anh dụng mấy chỗ trống trống vừa thẳng cây nhát vô nó cũng dễ trồng, năm bán cũng bộ mà. Nó kiếm chỗ nào đất cát thì bạn trồng im hơn dễ nhổ, còn đất không thì nó đất xốp thì ngon, cái đất sét thì nhổ cực lắm, đào đuối luôn.
mà cũng không nhiều, không bự. Có tiền lắp một cái mưa trồng hai lụng năm một đủ vô, đủ vốn rồi. Thì cơm nước no say rồi, giờ lên đường thăm công các bạn. Cà phê, cà pháo, mít méo rồi, ăn sướng, đi hết nổi luôn. Giờ lên đường, hai cha con lên đường đi thăm công. Có đem theo vũ khí nữa bạn. Lần đầu tiên lúc cần coi. Dính, 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 dính. Dính, dính. Khai trương có hàng rồi bạn ơi. Kệ nhỏ mà có cá là được rồi. Chạy đâu cho thoát. Móc ngay mắt. Nói cha, đây có cái thùng đồ nghề. Mới vô có hàng này. Để nó nói luôn hả gì? Chơi luôn, còn sống mà. Mấy cần nãy thiếu mồi đó bạn. Cấm lại bằng nhái đó. Bắt nhái cấm lại đó. Vậy cũng dính không? Thôi quay về cần này dính nữa, nó cự nữa nè. Ngay đường đi, ngay đường về. Mới vô có mùi cá im. Mưa này cấm không có đường sảy. Con này cá con, cá con ăn trước cá bự ăn sau. Giờ bắt ốc luôn, mang lại gặp con gì bắt đó luôn. Một nùi ốc luôn, 5-6 con nái nái không. Ốc mơi nước cạn rút ra. Lâu lâu vô quần bữa. Dép con khách lên đây. Đây đâu, qua đây nè. Con nó nhỏ quá. Chiều đem theo bây giờ im quá rồi. Cần này sảy lương mà. Sảy xe nè, ghê không? Buồn quá. Thì khúc này thì cha mình đi bên nè. Chia đôi con đường này. Tại đi chiều đi, không có đi chung đường được. Nó trễ quá. Chỗ này là chắc lương quá, nó xe cái đó mà. Sáng hay giọng lính là dính lại nha. Bạn thấy cá lóc không? Cấm không ăn mà loại ngoài gì đó. Nên ăn thùng mình ná thử chết thôi nha bạn. Bắn cá lóc luôn. Như chật cái gì. Cá nằm dưới nước khó bắn lắm mà. Cá hụt quá. Nằm dưới nước khó hơn trên mặt. Ê hình chết bạn ơi. Hé sọt luôn rồi. Bạn này ghê gớm chưa. Ngay đầu luôn rồi. Ăn gì. Ăn gì nó không chạy. Dám chọc tức mình. Chọc tức hả con. Cho mày chết. Cho mày chừa. Milo nè, không chịu lỗi lắm. Milo biểu con. Đi cha em lu luôn. Mẹ em lu mà. Đi theo đi tới ổ luôn mà. Xin chuột kìa, bắt chuột Milo. Nè chuột nè, chuột nè. Chuột chuột chuột. Chiều cũng bắt được con chuột đó bảo ạ. Các bạn thấy không? Hai ba người. Hai ba người dắt ốc bên. Có khi người ta gặp nó vớt cá mình luôn không chừng. Bởi vì cắm câu trong đây mình ghét lắm. Đi là phải tranh thủ thăm sớm nha. Để người ta gặp ta gỡ trước chưa. Dân trong đây nói chung nhiều ngựa kỳ cục lắm mà. Kệ. Hên xui. Bởi vì cắm trong đây chủ yếu là gì? Ban đêm tới sáng. Mấy cái mặn này chỗ bữa mình với anh Huy với cha mình đi bắn chim. Cùng thấy có chim. Có mấy cái này chim dữ lắm chim. Chắc bữa đó tàn sát hết luôn cái gì không biết. Cho bạn coi thành quả tối nay hai cha con mình nè. 2-3 khui. Đó. Hai cha con, hai người, hai con. cũng cả cỡ. Chào mình con bự, mình con nhỏ. Quá tay đi chứ. Dư 5 con ốc.
tại nước kém mà nước không vô mương đi thăm tranh thủ thăm sớm nữa, mà đạo tặc đừng còn đi đầy xe đầy vợ vậy mà thấy không, bởi vì về sớm thì giọng sáng chúng thôi nha. Chào mọi người cái coi, bye bye. Ừ giỏi quá.